Xin chào mừng quý phụ huynh và các bạn học sinh đã đến tham dự sự kiện ngày hôm nay của IDP. Chương trình chính thức được bắt đầu. Xin mời chuyên viên tư vấn Huyền Lưu bắt đầu hội thảo ạ. À. Xin chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh. Em là Huyền, hiện đang tư vấn du học Úc và New Zealand tại văn phòng IDP Hồ Chí Minh Quận 1. Chào mừng quý vị đến với buổi hội thảo của IDP ngày hôm nay về chủ đề Tìm hiểu lợi ích và cơ hội du học phổ thông của Úc. Xin lỗi, tìm hiểu lợi ích và cơ hội học bổng du học phổ thông tại Úc. Nội dung chính của hội thảo hôm nay gồm có các phần như sau. Thứ nhất, xin phép giới thiệu về IDP. Thứ hai là các lợi thế khi đi du học Úc. Thứ ba là top 10 lý do nên đi du học Úc bậc trung học phổ thông. Thứ tư là các khác biệt giữa trung học phổ thông công lập và tư thục. Thứ năm là giám hộ cho du học sinh dưới 18 tuổi. Thứ sáu là phần học bổng và thứ bảy là phần câu hỏi và trả lời. Trong quá trình trình bày, em sẽ tắt micro của quý vị. Quý vị có câu hỏi, vui lòng gửi vô khung chat. Sau khi trình bày xong, IDP sẽ trả lời câu hỏi của quý vị. Đầu tiên, khi mà quý vị chọn lựa trung tâm tư vấn du học, chắc chắn sẽ muốn biết đó là công ty có uy tín hay không. Vâng, IDP là tổ chức giáo dục được thành lập từ 38 trường đại học công lập của Úc vào năm 1969 và đến nay đã được 53 năm và sự phát triển của IDP là 100 văn phòng tại 32 quốc gia trong đó có Việt Nam. Và tại thị trường Việt Nam thì IDP đã có 26 năm tuổi với 7 văn phòng trải dài ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam, thêm các văn phòng tư vấn online giúp các phụ huynh và học sinh bận rộn hoặc ở các tỉnh thành xa dễ dàng tiếp cận được dịch vụ của IDP. Thêm tin vui là dự kiến IDP sẽ mở rộng thêm văn phòng tại nhiều tỉnh thành hơn trong tương lai gần. Tiếp theo IDP là nhà đồng sở hữu và tổ chức kỳ thi IELTS và IELTS KVI số 1 tại Việt Nam. Để giúp các thí sinh của IDP đạt kết quả tốt trong kỳ thi IELTS, IDP thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo và cung cấp nhiều nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn. Tại IDP, các bạn có thể chọn làm bài thi IELTS trên giấy với khoảng 15 ngày có kết quả hoặc bài thi IELTS trên máy với 3 đến 5 ngày là sẽ có kết quả. Thứ ba là Trung tâm Anh Văn AZ. Trung tâm này chuyên cung cấp chương trình Anh văn học thuật cũng như luyện thi IELTS chất lượng cao. Với chương trình đào tạo được lấy từ trường đại học của Úc cùng với đội ngũ giáo viên có chuyên môn giảng dạy chất lượng đã giúp các học sinh của ES có sự chuẩn bị tốt và đạt kết quả cao trong các bài thi, đặc biệt là bài thi IELTS. Thứ tư là Hot course, đây là cổng thông tin tư vấn đây là cổng thông tin du học lớn nhất của Việt Nam hiện nay, cũng là thành viên của IDP với thông tin của hơn 350.000 chương trình có sẵn tại 78 quốc gia. IDP cũng đang cung cấp dịch vụ one stop shop, có nghĩa là khi quý vị đến với các tư vấn của IDP sẽ được cung cấp thông tin nhanh chóng về tất cả các dịch vụ hỗ trợ mà IDP đang có. Đặc biệt, khi quý vị chọn du học với IDP, quý vị sẽ được hưởng các dịch vụ như sau. Thứ nhất, đấy là quý vị sẽ được miễn phí về tư vấn du học. IDP cũng đang là đại diện uy tín của 700 trường đối tác tại Úc. Theo đó, các thông tin cập nhật về học bổng và các thông tin khác luôn được gửi nhanh chóng đến cho IDP, từ đó giúp IDP cung cấp thông tin mới nhất đến cho quý vị. IDP cũng hỗ trợ nộp hồ sơ xin thư mời, giúp theo dõi và cập nhật về tình hình hồ sơ, hỗ trợ nộp hồ sơ xin visa, luyện trả lời phỏng vấn, hướng dẫn viết các bản kế hoạch học tập miễn phí. Nhờ đó, tỷ lệ thành công visa tại IDP lên tới 98%. IDP cũng đa dạng dịch vụ hỗ trợ hồ sơ sinh viên như hỗ trợ đăng ký nhà ở, đưa đón tại sân bay, hướng dẫn mua bảo hiểm y tế cho du học sinh, tổ chức các buổi hướng dẫn thông tin cần lưu ý trước khi đi du học. IDP còn có 6 văn phòng tại các thành phố lớn của Úc bao gồm Sydney, Melbourne, Perth, Adelaide, Brisbane. Theo đó, các bạn khi đến Úc hoàn toàn có thể liên hệ với các văn phòng này để được hỗ trợ thêm. Hầu như các văn phòng của IDP đều có người Việt. Và cứ 14 phút IDP giúp một học sinh du học thành công trên thế giới. Ngoài ra, IDP cũng là công ty tư vấn du học duy nhất cung cấp, cung cấp ứng dụng du học là IDP Life, giúp các bạn có thể tìm các khóa học phù hợp và nộp hồ sơ nhanh chóng cũng như theo dõi tình hình hồ sơ của mình ngay trên ứng dụng. IDP có các văn phòng tại các thành phố lớn trải dài từ Bắc đến Nam bao gồm 3 văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh, 2 văn phòng ở Hà Nội, một văn phòng ở Đà Nẵng và một văn phòng ở Cần Thơ. Và như đã nói trước đó, IDP cũng có các văn phòng tư vấn online giúp IDP đến gần với quý vị phụ huynh và các bạn học sinh hơn. Hy vọng với thông tin nói trên, quý vị sẽ tin tưởng để lựa chọn IDP làm hồ sơ du học. Tiếp theo, chúng ta sang phần chính của buổi trình bày ngày hôm nay. Thứ nhất, về các lợi thế khi đi du học tại Úc úc là điểm đến hàng đầu của du học sinh việt nam vì các lý do như sau úc có khí hậu ôn hòa có bốn mùa xuân hạ thu đông không quá lạnh về mùa đông và chỉ có tuyết ở một số ít khu vực núi cao theo đó giúp các bạn khi mà sang úc mình sẽ rất nhanh chóng thích nghi được với khí hậu nơi đây Thứ hai, môi trường sống của Úc rất chất lượng, đa văn hóa và an toàn. Cộng đồng người Việt ở Sydney và Melbourne rất mạnh. Các sản phẩm và các nhà hàng tại các nhà hàng Việt Nam cũng rất là có sẵn và từ đó giúp các bạn sang Úc rất nhanh chóng cảm thấy quen thuộc. Ngoài ra, chỉ cần 8 giờ bay thẳng từ Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội đến các thành phố lớn như Melbourne, Sydney và Brisbane giúp phụ huynh dễ dàng sang thăm con. Ngoài ra, các chính sách làm thêm và ở lại của Úc rất hấp dẫn với du học sinh, bao gồm hiện tại chính phủ đang cho các bạn sinh viên được phép làm thêm không giới hạn thời gian và sau khi hoàn thành khóa học thì các bạn có thể xin được visa ở lại Úc tạm thời từ 2 đến 6 năm tùy vào số tùy vào bậc học của các bạn. Ngoài ra thì Úc cũng có chính sách định cư rất rõ ràng. 95 trường đại học của Úc hiện đang có mặt trong các bảng xếp hạng trên toàn cầu và có 5 trường đại học thuộc top 50 trường hàng đầu trên thế giới. Tiếp theo chúng ta sẽ sang phần các lý do mình nên đi du học Úc ở bậc trung học phổ thông. Trước khi đến với phần lý do này thì quý vị chúng ta cùng hiểu tổng quan về hệ thống giáo dục của Úc. Như trên hình thì quý vị sẽ thấy mình có 3 nhóm bậc học nhóm bậc học đầu tiên là nhóm bậc học từ tiểu học cho tới trung học phổ thông thì đối với nhóm này mình sẽ có ba bậc học nhỏ thứ nhất là nhóm từ lớp 1 đến lớp 6 là tương ứng với chương trình tiểu học nhóm từ lớp 7 đến lớp 12 trong đó thì nhóm lớp 7 đến lớp 12 sẽ chia ra làm hai nhóm nhỏ đó là nhóm từ lớp 7 đến lớp 10 có thể hiểu nôm na là chương trình trung học cơ sở và nhóm lớp 11 lớp 12 là trung học phổ thông khi hoàn thành chương trình phổ thông thì các bạn sẽ thi để có bằng tốt nghiệp phổ thông Tiếp theo, ở bên ở bên phải màn hình là quý vị sẽ nhìn thấy nhóm bậc học nghề, bao gồm các chứng chỉ và bằng cao đẳng nghề. Học sinh có thể bắt đầu khóa học chứng chỉ nghề sau khi xong chương trình lớp 10, lớp 11 hoặc lớp 12. Còn đối với các bạn muốn học chương trình cao đẳng, các bạn sẽ cần phải hoàn thành lớp 12. Nhóm bậc học thứ ba là nhóm chương trình giáo dục đại học và sau đại học, bao gồm các bằng cử nhân, bằng cử nhân danh danh dự, chứng chỉ và bằng uh, diploma sau sau đại học. Tiếp theo là bằng thạc sĩ và cuối cùng là bằng tiến sĩ. Để vô chương trình cử nhân, các bạn học sinh cần phải hoàn thành xong bậc học phổ thông hoặc khóa cao đẳng nghề với số điểm đủ điều kiện đầu vào. Tiếp theo, xong phần về hệ thống giáo dục của Úc, chúng ta sẽ chuyển sang các lý do chính quý vị nên cho con du học bậc phổ thông tại Úc. Đầu tiên phải nói đến đấy là chất lượng giáo dục của Úc với các văn bằng được công nhận toàn cầu. Giúp các bạn sau khi tốt nghiệp chương trình phổ thông hoàn toàn có thể nộp hồ sơ lên chương trình đại học tại các nước, tại các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Thứ hai, đó là chương trình đào tạo Anh ngữ ưu tú thì trước khi vô chương trình học phổ thông, các bạn sẽ không cần phải có chứng chỉ IELTS hoặc các chứng chỉ tiếng Anh tương đương. Các bạn sẽ được sắp xếp từ 20 đến 40 tuần học Anh văn, trong đó không chỉ dạy Anh văn mà khóa học sẽ còn bao gồm các chủ đề học tập rất đa dạng, có nhiều hoạt động nhóm, hoạt động ngoại khóa để giúp các bạn trang bị được thêm các kỹ năng sống và học tập. Đồng thời, trường còn có các cái lớp phụ đạo cho các bạn cần được chú ý hơn để cải thiện quá trình để cải thiện kết quả học của mình. Riêng các bạn đi học chương trình tiểu học sẽ không cần có khóa học anh văn nói trên. Thứ ba, các bạn sẽ có cơ hội học cùng các sinh viên bản xứ và các bạn uh, sinh viên quốc tế, từ đó giúp các bạn sớm mở rộng được kiến thức và giao lưu văn hóa. Đồng thời, điều này cũng sẽ giúp cho các bạn tự tin và hòa nhập với vai trò là công dân toàn cầu trong tương lai. Thứ tư là về cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn cao và sĩ số lớp học nhỏ. Theo đó sẽ giúp giáo viên bám sát với học sinh và theo dõi được điểm mạnh yếu của các em để hỗ trợ trong quá trình học tập, cũng như nhìn nhận và theo dõi được sự cải thiện trong quá trình học tập của các em. Thứ năm, đối với chương trình phổ thông của Úc có số kỳ nhập học rất linh hoạt. Ở Úc các bạn sẽ có tới 4 kỳ nhập học cho chương trình phổ thông tương ứng với các tháng 1, tháng 4, tháng 7 và tháng 10 riêng đối với các bạn đi học chương trình lớp 11 và 12, các bạn sẽ chỉ có kỳ nhập học tháng 1, ngoại trừ khu vực bang New South Wales có thành phố Sydney, các bạn sẽ có thêm kỳ nhập học tháng 4 nhưng không phải là với tất cả các trường công lập của bang New South Wales. Thứ sáu, Thông thường, các trường phổ thông của Úc đều rất là chú trọng tới việc hỗ trợ định hướng ngành nghề sớm cho học sinh, từ đó giúp các bạn sớm phát hiện được những ngành nghề phù hợp với thế mạnh và tính cách của mình. Thứ bảy là các trường họ có sự đa dạng trong sự lựa chọn môn học. Ở slide sau các bạn à, quý vị sẽ được nhìn thấy danh sách các cái môn học cụ thể của một à, ví dụ của một trường phổ thông của các trường phổ thông ở khu vực bang Victoria. Thông thường các bạn sẽ có môn học bắt buộc là môn toán và tiếng Anh. Còn lại thì các môn học sẽ là những cái môn tự chọn, trong đó nhóm môn tự chọn rất là rộng sẽ có các môn về khoa học, môn về nhóm môn về ngoại ngữ ngoài tiếng Anh, nhóm môn về kinh doanh, nhóm môn về nghệ thuật hoặc thiết kế, nhóm môn về công nghệ hoặc nhóm môn về nhân văn. Và các môn học thì được thiết kế có tính ứng dụng cao trong đời sống. Số lượng môn học sẽ ít hơn so với các bạn học phổ thông ở Việt Nam. Ví dụ, đối với các bạn học chương trình lớp 11, các bạn chỉ cần 6 môn và sang lớp 12, các bạn chỉ học có 5 môn. Theo đó sẽ giúp học sinh của chúng ta, các bạn có thể tập trung được năng lượng của mình cho các môn học mà mình có có thế mạnh hoặc là yêu thích. Thứ tám, ở các trường phổ thông công lập cũng sẽ có nhiều dịch vụ hỗ trợ cho học sinh quốc tế bao gồm ví dụ như sắp xếp chỗ ở, sắp xếp giám hộ, tư vấn về môn học, tư vấn về tâm lý, tư vấn định hướng về ngành nghề như đã nói ở trên. Ngoài ra thì trường họ cũng sẽ có các cái hoạt động phụ đạo để giúp cho các bạn học sinh mình nếu như có bị yếu kiến thức ở phần nào sẽ được học bổ sung thêm giúp cho các bạn có thể bắt kịp được với lớp học thứ 9, các bạn sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị thông ca thông qua các hoạt động th thể thao các hoạt động biểu diễn và các hoạt động cộng đồng các bạn cũng sẽ được tham gia các uh, rất là nhiều các hoạt động dã uh, ngoại từ đó các bạn ấy sẽ dần dần trở nên uh, dạn dĩ hơn và tự tin hơn cũng thể hiện được bản thân mình nhiều hơn Ngoài ra, có những trường họ còn tổ chức các buổi cho học sinh sớm gặp các trường đại học để từ đấy các bạn sớm hiểu được các chương trình đại học được thiết kế như thế nào và khám phá các cái chương trình học phù hợp với mình. Thứ 10, có, sẽ có những trường hợp là các trường họ sẽ có chương trình cho các bạn có năng khiếu và tài năng đặc biệt để bồi dưỡng cho các bạn đó có thành tích cao hơn hoặc một số trường sẽ có chương trình tú tài quốc tế IB. ở trên màn hình quý vị sẽ thấy đây là ví dụ về thời gian biểu hoạt động của một học sinh tại trường công lập bang Victoria thì quý vị sẽ thấy là giờ học của các bạn bắt đầu vào 8 giờ 30 và kết thúc vào 3 giờ theo đó thì cái khung 3 giờ chiều tan học như thế rất là an toàn với học sinh trên màn hình là danh sách các uh, lĩnh vực học tập chính uh, theo mẫu của các trường công lập thuộc bang Victoria thì quý vị sẽ thấy học sinh có tới 90 môn học uh, thuộc 9 lĩnh vực học tập chính và theo đó các em sẽ có cái cơ hội chọn lựa rất là nhiều môn học Đặc biệt là các bạn nào mà có cái kế hoạch học lên các chương trình đại học mà yêu cầu các môn tiên quyết, các bạn cần phải chú trọng tới việc là tư vấn với các thầy cô về hướng dẫn chọn môn và hướng dẫn về ngành nghề để các bạn có thể chọn môn phù hợp cho chương trình lớp 11 và lớp 12. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển qua phần sự khác biệt giữa trung học phổ thông công lập và trung học phổ thông tư thục. Đầu tiên thì quý vị sẽ thấy, hệ thống trường công lập của Úc sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo của từng bang hay từng vùng lãnh thổ quản lý, nhưng đối với trường tư thục thì theo như đúng nghĩa đen, họ sẽ không chịu sự quản lý hay là sở hữu của Sở Giáo dục Đào tạo của các bang hay vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, các trường này họ sẽ phải đảm bảo được các cái chương trình chất lượng của chương trình đào tạo cũng như cơ sở vật chất phải đạt được tiêu chuẩn của chính phủ để có thể tuyển sinh quốc tế. Thứ hai, đối với các bạn đi học chương trình của các trường công lập, mình không cần phải làm các bài kiểm tra đầu vào. Tuy nhiên, đối với các bạn đi trường tư thục thì sẽ có nhiều trường, đặc biệt là những trường nổi tiếng hoặc là những trường có chất lượng đào tạo cao. Họ sẽ yêu cầu các bạn phải làm bài kiểm tra đầu vào, thường là bài kiểm tra AEAS. Đây là bài kiểm tra đánh giá về phần toán và tiếng Anh. Theo đó, trường họ sẽ đánh giá xem điểm của bạn có đạt yêu cầu đầu vào hay không. Và với nhiều trường, thậm chí họ sẽ có thêm phần phần phỏng vấn để đánh giá thêm học sinh trước khi có thể cấp thư mời cho học sinh. Thứ ba, đấy là phần học phí. Điều thấy rõ nhất đấy là học phí của nhóm trường công lập sẽ tiết kiệm hơn và rẻ hơn so với nhóm trường tư thục. Tuy nhiên, đối với nhóm trường tư thục chúng ta sẽ có hai nhóm trường chính. Thứ nhất là nhóm trường sẽ có mức học phí ngang gần như là ngang hoặc chỉ cao hơn nhóm trường công lập. Uh, không có quá nhiều. Tuy nhiên sẽ có nhóm trường mà chất lượng đào tạo rất là tốt, cơ sở vật chất được đầu tư cao. Theo đó thì mức học phí của các trường này sẽ dao động từ 35 đến 47 000 đô úc một năm. Tiếp theo là phần về sắp xếp chỗ ở. Đối với trường công lập thì các bạn sẽ có lựa chọn nhà người bản xứ và không có lựa chọn ở nội trú. Nhưng đối với trường tư thục cũng tùy vào nhóm trường các bạn có thể sẽ có thêm lựa chọn ở nội trú. Và thường là chỗ ở nội trú sẽ thường áp dụng với những trường mà có mức học phí rơi vào khoảng tầm từ 35 cho tới 45 ngàn đô Úc một năm. Trong số các nhóm trường uh, tư thục thì sẽ có những trường có chương trình về tôn giáo như uh, thẻ, dành cho các bạn theo đạo như công giáo hoặc đạo hồi. Thông thường thì đối với các bạn học sinh đi học chương trình phổ thông thì đa phần các bạn đều dưới 18 tuổi. Theo đó thì các bạn uh, tất nhiên là sẽ phải cần có phần giám hộ. Thì việc giám hộ cho du học sinh dưới 18 tuổi sẽ chia ra hai nhóm chính thứ nhất là nhóm được giám hộ bởi thân nhân ruột của học sinh Thứ hai là được giám hộ bởi trường. Đối với nhóm giám hộ về uh, bởi thân nhân ruột của học sinh lại chia ra hai nhóm nhỏ. Nhóm đầu tiên đó là được giám hộ bởi ba hoặc mẹ thì đối với ba hoặc mẹ khi mà giám hộ con sẽ cần phải làm visa giám hộ để sang Úc và họ sẽ cần phải ở Úc cho tới khi con đủ 18 tuổi và không được phép làm thêm. Nhóm thứ hai là những người thân ruột khác ví dụ như ông bà, cô dì chú bác ruột, anh chị ruột, ba mẹ kế, anh chị cô dì chú bác kế họ phải trên 21 tuổi và đang sống ở úc nhóm này sẽ cần một số giấy tờ về lý lịch tư pháp giấy tờ thể hiện mối quan hệ thân nhân ruột cùng với quyền cư trú hợp pháp tại úc và cái quyền quyền cư trú này chính là ví dụ như visa hoặc là quốc tịch mà sẽ cần phải đủ bao trùm thời gian học của học sinh về chỗ ở thì đối với nhóm giám hộ này họ sẽ cung cấp cho học sinh về chỗ ở Thứ hai là nhóm giám hộ bởi trường, đối với trường mà mà làm giám hộ thì chúng ta sẽ có hai hình thức chỗ ở. Thứ nhất đó là ở trong trường hợp phụ huynh họ chỉ định người quen hoặc bạn bè đang sống ở Úc để nhận con mình vô ở thì những trường hợp này họ sẽ cần phải đủ các điều kiện về tuổi các quy định về nhà ở sau khi bên sở hoặc là bên trường sắp xếp đến kiểm tra cũng như họ sẽ cần phải có các cái chứng nhận làm việc với trẻ em dưới 18 tuổi chỗ ở thì cũng sẽ do cái nhóm người quen này sắp xếp tiếp theo là chỗ ở là người bản xứ do trường họ sắp xếp cho học sinh thông thường nhà người bản xứ sẽ cung cấp cho học sinh phòng riêng có đầy đủ các đồ nội thất như giường tủ quần áo bàn học ánh sáng máy lạnh khi ở nhà người bản xứ các bạn sẽ có 3 bữa ăn mỗi ngày, các bạn được dùng nhà vệ sinh, internet cùng với gia đình. Ở nhà bản xứ cũng sẽ giúp các bạn đi tới trường vào ngày đầu tiên khi mà các bạn mới đến Úc. Ngoài ra họ cũng sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng các phương tiện công cộng. Có nhiều nhà có các nhà bản xứ họ cũng sẽ hỗ trợ các bạn mở tài khoản ngân hàng nếu có. Thông thường chi phí ở nhà người bản xứ sẽ dao động từ 300 cho tới 350 đô Úc một tuần, tùy vào việc các bạn đi um, các bạn sẽ du học ở bang nào. Tiếp theo chúng ta sang một phần hấp dẫn không kém là phần về học bổng. Thì đối với học bổng của chương trình phổ thông chúng ta hôm nay sẽ có hai nhóm học bổng chính. Thứ nhất là học bổng của trường tư thục Peninsula Grammar School. Trường này nằm ở Melbourne. Họ có họ đang có chương trình học bổng từ 50 đến 100% toàn bộ học phí của lớp 11 và lớp 12, học bổng này do IDP điều phối và để xin được học bổng này, thông thường hồ sơ của học sinh sẽ trải qua hai vòng xét duyệt, vòng đầu tiên là vòng xét hồ sơ, vòng thứ hai là vòng phỏng vấn. Đối với vòng xét hồ sơ thì sẽ yêu cầu các bạn cần phải có bảng điểm của 3 năm học gần nhất và kết quả học nên từ 8.5 trở lên và IELTS ở mức 6.0 điểm viết À, tối thiểu là 5.5. Các bạn cũng nên có một thư viết tay thể hiện về uh, khát khao, ước mơ hoặc là tham vọng của mình trong tương lai. Ngoài ra các bạn cũng cần phải có một CV tóm tắt thông tin về bản thân và trong đó cũng có thông tin liên lạc của các thầy cô giáo để làm để là cái thông tin liên liên hệ trong trường hợp trường họ muốn trách thông tin về các bạn và các thầy cô này nên là các thầy cô giáo chủ nhiệm hoặc những thầy cô có thâm niên làm việc lâu trong trường hoặc là những thầy cô có chức vị cao trong trường. Ngoài ra với các bạn mà mình có các cái thành tích hoặc uh, tham gia các hoạt động ngoại khóa mình cũng nên nộp thêm các cái thành tích này để trường họ có thêm uh, để giúp hồ sơ của các bạn cạnh tranh hơn. Và sau khi trường họ xét xong hồ sơ của các bạn, các bạn uh, đủ điều kiện sẽ được vô vòng phỏng vấn. Vòng phỏng vấn sẽ diễn ra trong khoảng tầm 30 phút và bằng tiếng Anh, diễn ra tại IDP với hội đồng uh, xét học bổng của trường hôm nay trường peninsula grammar school cũng có tham gia hội thảo của chúng ta sau phần trình bày quý vị mình có quan tâm học bổng này thì quý vị vui lòng cho idp biết để sắp xếp cho quý vị vô gặp trường Thứ hai là nhóm học bổng của uh, các trường công lập tại bang Queensland thì uh, thông thường các trường công lập rất là ít cho học bổng nhưng điều đặc biệt là năm nay mình có học bổng của khối trường công lập bên bang này thì số suất học bổng không có nhiều nhưng cũng khá là động viên uh, số học bổng trị uh, giá của học bổng là 5 đô Úc với số lượng rất là cạnh tranh chỉ cho 3 suất thôi và theo đó hồ sơ cũng sẽ có cái tính cạnh tranh khá là căng thẳng thì cái học bổng này sẽ xét dựa trên học tập trên thành tích học tập của các bạn. IELTS của các bạn phải đạt yêu cầu đầu vào. Ngoài ra thì các bạn nên có các CV có một cái video giới thiệu về bản thân hoặc các thư giới thiệu về bản thân hoặc là có các giải thưởng hoặc là các cái chứng nhận ở các cái thành tích ngoại khóa nếu có. IELTS để đạt yêu cầu đầu vào đối với các bạn vô chương trình lớp 1 lớp 11 của chương trình phổ thông bên bang Queensland các bạn sẽ cần IELTS 5.5 không kỹ năng dưới 5.0 các bạn có thể thi IELTS General hoặc là IELTS Academic đều được. Còn đối với các bạn đi chương trình lớp 10 trở xuống mình sẽ cần IELTS 5.0 không kỹ năng dưới 4.5. Như vậy là em đã xong phần trình bày của em về chương trình phổ thông và cơ hội học bổng của chương trình phổ thông tại Úc ngày hôm nay thì không biết là quý vị mình có câu hỏi nào không ạ? Nếu quý vị có câu hỏi thì mình có thể gửi vô khung chat. Hôm nay thì uh, chúng ta sẽ có phòng tư vấn chung. Ngoài ra thì cũng sẽ có các đại diện của các sở giáo dục và đại diện của trường Peninsula Grammar School. Uh, quý vị nếu như mình không có câu hỏi nào thì IDP sẽ dần chuyển quý vị vô phòng tư vấn chung hoặc là vô gặp sở giáo dục hoặc là trường Hiện tại thì em đang không có thấy có các câu hỏi của quý vị phụ huynh. À, xin lỗi em mới thấy câu hỏi của chị Lê Thục Hạnh. Dạ, chị Lê Thục Hạnh ơi, bên em đã nốt lại thông tin và bên em sẽ chuyển chị vô gặp sở giáo dục bang New South Wales chị nha. chị Thu Vũ có câu hỏi về các bang khác có chính sách học bổng không, cụ thể là bang Adelaide đối với các trường công lập của bên úc thì hầu như họ không có mạnh về các chương trình học bổng thì cụ thể là với bang atley thì hiện tại là em đang không thấy có chương trình học bổng cho các bạn đi học phổ thông nếu như chị có quan tâm thêm các cái học bổng của bang queensland hoặc là của bên trường tư thục peninsula grammar school bên em có thể hỗ trợ chuyển chị vô gặp đại diện của sở và trường Mình có câu hỏi, hôm nay có đại diện trường St. Alban Secondary College và Caledon College thuộc bang Victoria không? À, dạ, hôm nay bên IDP có đại diện của um, Sở Giáo dục bang uh, Victoria, chứ không có đại diện của trường ạ. Dạ, có phụ huynh hỏi học bổng của trường Peninsula có được áp dụng cho tất cả các bậc học của trung học không? Dạ, học bổng của trường này chỉ áp dụng cho các bạn đi học chương trình lớp 11 và lớp 12 thôi ạ. Chương trình học bổng sẽ cho từ 50 đến 100% học phí của toàn bộ uh, 2 năm học lớp 11 và lớp 12. Dạ, học bổng em vừa nói đến có một câu hỏi của phụ huynh. Học bổng vừa nhắc đến là xét cho năm nay hay hay chỉ một lần xét đầu cho cả hai năm ạ? À? xét à, cho từng năm. Dạ, dạ thưa chị, học bổng của trường Peninsula thì họ đều mở hàng năm và IDP hỗ trợ để điều phối học bổng này. Thông thường khi mà các bạn học xong chương trình, khi mà các bạn học xong chương trình lợi, xong kỳ 1 của lớp 10. Đối với học bổng của Peninsula, các bạn đã có thể bắt đầu nộp hồ sơ để xét cạnh tranh cho học bổng này rồi. Và trường sẽ chỉ xét một lần học bổng cho cả hai năm. dạ em mới nhận được câu hỏi của phụ huynh phùng thanh sang muốn biết thông tin học bổng của trường peninsula trường hợp không có học bổng điều kiện đầu vào của trường là gì Dạ, đối với học bổng của trường Peninsula thì như em đã nói thì học bổng của trường cho từ 50 đến 100% học phí của hai năm lớp 11 và lớp 12. Tiêu chí xét học bổng gồm có hai vòng. Vòng đầu tiên là xét hồ sơ, vòng thứ hai là phỏng vấn. Đối với vòng xét hồ sơ, các bạn thông thường sẽ cần học bạ của 3 năm gần nhất với số điểm khuyến khích nên từ 8.5 trở lên. Trong trường hợp điểm của các bạn thấp hơn khung điểm này nhưng ít nhất cũng nên từ 8.0 trở lên và đối với những trường hợp điểm của các bạn không có cạnh tranh như vậy thì các bạn nên có các cái hoạt động ngoại khóa thật mạnh ví dụ như mình tham gia các chương trình về hoạt động thể thao, tham gia các hoạt động về nghệ thuật, mình tham gia các chương trình ngoại khóa mà ở đó mình nên đóng vai trò là người uh, tổ chức các hoạt động đấy hoặc dẫn dắt uh, hoặc là là người uh, tổ chức hoặc là người mà có vai trò quan trọng để mà điều phối cái hoạt động ngoại khóa đấy thì sẽ giúp hồ sơ của các bạn ấn tượng hơn. Ngoài ra thì các bạn cũng cần phải viết tay một thư thể hiện về khát khao, ước mơ hoặc tham vọng của các bạn trong tương lai. Uh, thêm nữa các bạn sẽ cần phải có một cv thể hiện thông tin tóm tắt về kết quả học tập của mình các hoạt động ngoại khóa mình đã tham gia các thành tích mình đạt được thông tin của giáo viên làm reference cho hồ sơ của mình thông thường các giáo viên khuyến khích sẽ là các giáo viên chủ nhiệm hoặc các giáo viên có chức vị cao trong trường điều đó sẽ giúp hồ sơ của các bạn có tính cạnh tranh hơn Hết phần xét hồ sơ các bạn sẽ được lọc vô phần phỏng vấn thì ở phần phỏng vấn trường họ sẽ đánh giá học sinh ở cái cách các bạn trả lời có lập luận mà thể hiện tư duy của các bạn có trưởng thành hay không, có sắc bén hay không và thông, và thông qua đó trường họ sẽ có thể là quyết định bạn sẽ được 100% học bổng hay 50% học bổng. Riêng đối với ở điều kiện đầu vào của trường trong trường hợp các bạn không có IELTS à, các bạn không có đạt được học bổng thì các bạn sẽ cần có cũng sẽ cần có cái học bạ của hai năm gần nhất và đối với các bạn mà mình không có chứng chỉ anh văn mình có thể sẽ được học thêm cái khóa anh văn của trường tùy vào nhu cầu của các bạn trong trường hợp mà bạn muốn vô thẳng chương trình các bạn nên có IELTS ít nhất là 6.0 và điểm viết là 5.5 trường cũng sẽ có bài kiểm tra anh văn aeas theo đó để chuẩn bị cho chương trình học của trường này các bạn nên coi lịch thi của bài aeas trong trường hợp cần tư vấn cụ thể hơn đối với thông tin của trường này các bạn sẽ quý vị phụ huynh mình sẽ vui lòng uh, liên hệ với idp để có thông tin chi tiết về hồ sơ cần chuẩn bị cũng như thông tin về bài kiểm tra cũng như lịch thi cho các bạn nhà mình đối với học bổng của Peninsula thì chỉ cho duy nhất là học phí thôi, không có cho vé máy bay ạ. Em mới nhận được câu hỏi về vé máy bay thì có được tài trợ chung với học bổng không? Dạ. Có một câu hỏi. Em xin hỏi là em có thể đi cùng với ba mẹ trong thời gian ba mẹ học nghiên cứu sinh ở Úc hay không? Ở Melbourne có trường phổ thông công nào xét học bổng cho học sinh hay không? đối với đây là một câu hỏi rất là hay uh, IDP làm hồ sơ cho rất nhiều phụ huynh uh, các anh chị đi chương trình thạc sĩ hoặc là chương trình nghiên cứu sinh ở úc thì các anh chị đều được đưa con đi theo và con cái của anh chị sẽ được học ở các trường phổ thông công lập uh, theo cái chính sách học phí được uh, giảm cho uh, con cho con là người phụ thuộc của visa sinh viên mà các anh chị đi từ chương trình thạc sĩ trở lên và đối với các trường phổ thông công lập ở tại bang Victoria thì hiện tại đang không có học bổng Tuy nhiên khi mà bạn đi theo diện phụ thuộc như thế thì bạn sẽ được cái mức học phí đã giảm khoảng tầm 50% so với các bạn đi học uh, tự túc thông thường Riêng đối với các bạn mà có cân nhắc đi học khu vực bên uh, bang Tây Úc có thành phố Perth Thì các bạn sẽ được miễn học phí nếu như ba mẹ đi học từ chương trình thạc sĩ trở lên Ờ, chị uh, vũ mai chi uh, chị vũ chi mai có câu hỏi idp có hướng dẫn viết thư tay và chuẩn bị cv không ạ à? dạ thông thường idp sẽ có những cái phần hướng dẫn nội dung trong thư nên có gì, nội dung chính trong CV cần có gì. Trong trường hợp học sinh và phụ huynh cần bản mẫu, IDP có thể sẽ chia sẻ cho các anh chị bản mẫu đó. Sau khi các bạn viết xong thư tay và chuẩn bị xong CV gửi lại cho IDP, IDP sẽ hỗ trợ để sửa thông tin và báo các bạn cần phải viết lại làm sao cho hay hơn hoặc là trình bày cho đẹp hơn. Em có câu hỏi về học bổng của bang Queensland áp dụng cho các khối nào của trung học và hạn chót là khi nào vậy ạ? Hiện tại thì em đang có thông tin học bổng của trường của khu vực công lập này áp dụng cho năm 2022, mình có 4 kỳ nhập học tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10 và không có giới hạn khối học nào. Áp dụng chung cho các bạn đi học chương trình công lập của bên uh, bang Queensland. Hiện tại có thêm câu hỏi, mình có học cho, uh, có một câu hỏi của học sinh là có học bổng nào tài trợ thêm phí sinh hoạt không ạ? À? Uh, rất tiếc uh, là hiện tại đối với chương trình trung học phổ thông thì hiện tại có học bổng của trường Peninsula là rất là mạnh rồi nhưng mà chỉ cho về học phí thôi. Còn đối với học bổng của bên bang Queensland thì họ cho chung mức 5.000 như vậy thì tùy các bạn sử dụng cho mục đích về học phí hay chi phí sinh hoạt. Chị Thủy Trần có hỏi hiện nay có học bổng toàn phần cho khối trung học tại úc không ạ? À? Thì hiện tại như thông tin bên em vừa cung cấp học bổng toàn phần thì hiện tại có trường uh, tư thục Peninsula có thể cung cấp được cho học sinh và đối với các cái học bổng 100% thì các bạn không chỉ có hồ sơ đẹp mà các bạn nên chuẩn bị cho mình về kỹ năng trả lời phỏng vấn. Các bạn nên đọc các cái. Uh, ngoài ra thì. Uh, những bạn nào mà có sự tự tin trong cái quá trình trả lời phỏng vấn cũng sẽ giúp cho các bạn thể hiện được bản thân tốt hơn. Từ đó các bạn cũng sẽ tăng khả năng xin được cái mức học bổng lên tới 100%. Em có nhận được câu hỏi, à, bạn muốn hỏi là du học úc thì có được đi làm thêm không ạ? Hiện tại các bạn đi du học Úc mình được phép làm thêm thậm chí là toàn thời gian. Thông thường chính sách về làm thêm của chính phủ Úc là cho các bạn làm thêm 40 giờ 2 tuần trong kỳ học và uh, toàn thời gian trong kỳ nghỉ. Tuy nhiên hiện tại sau giai đoạn COVID thì bên Úc đang bị thiếu hụt uh, lao động rất là căng thẳng cho nên là uh, Úc đang cho học sinh mình sang bên Úc được phép làm việc toàn thời gian. các anh chị mình đăng ký gặp đại diện trường nào hoặc sở giáo dục bang nào thì idp đều có lưu lại thông tin và sẽ chuyển anh chị mình vô gặp thẳng các sở giáo dục hoặc là các trường cụ thể còn anh chị nào mình chưa biết là cần phải gặp bang nào hay là cần gặp sở giáo dục của bang nào hay trường nào thì các anh chị có thể là để thông tin là mình muốn tư vấn chung idp sẽ chuyển vô phòng tư vấn chung ạ khi các bạn làm việc với IDP, IDP sẽ hỗ trợ các bạn là tư vấn thông tin chung, hỗ trợ nộp hồ sơ xin thư mời, hỗ trợ nộp hồ sơ xin visa. Đối với học sinh dưới 18 tuổi có một phần hỗ trợ đặc biệt là hỗ trợ về sắp xếp giám hộ và chỗ ở cho học sinh. À, tất cả các cái dịch vụ hỗ trợ này của idp là hỗ trợ miễn phí vì vậy quý vị mình nếu như mà có cần chuẩn bị sớm cho cái kế hoạch du học của các bé nhà mình em khuyến khích là quý vị mình nên đến gặp các bạn tư vấn sớm để mình biết trước được về chương trình học mình cũng có kế hoạch chuẩn bị về tài chính chuẩn bị về hồ sơ visa cho con trong tương lai để đảm bảo độ thành công hồ sơ visa lên cao nhất Có anh chị là phụ huynh của bạn Dương Xuân Phương, đang muốn kết nối với IDP để tư vấn tìm trường học về nghiên cứu sinh ở Perth. Dạ, à, em cảm ơn câu hỏi của anh chị. Mình vui lòng liên hệ với văn phòng của IDP, bất cứ bạn tư vấn nào cũng có thể tư vấn được cho anh chị thông tin về các trường đại học ở bên Perth, có các chương trình nghiên cứu sinh có thể là phù hợp với cái đề tài nghiên cứu anh chị đang có. Đối với các bạn đi chương trình học phổ thông của Úc mình có 4 kỳ nhập học tháng 1, tháng 4, tháng 7, tháng 10 thông thường thì các bạn mà đi các bạn không có chương không có chứng chỉ anh văn IELTS hoặc chứng chỉ anh văn tương đương IDP khuyến khích các bạn nên có thời gian học anh văn ở bên úc trước khi vô chương trình học phổ thông bởi vì uh, phần học anh văn của chương trình phổ thông không chỉ là dạy cho các bạn về phần uh, tiếng anh mà còn giúp các bạn là tham gia các hoạt động ngoại khóa tham gia các uh, các bạn cũng có các cái đề tài học rất là đa dạng các bạn cũng sớm có những cái hoạt động mà uh, lên thuyết trình về các cái đề tài mà mình làm trong quá trình học anh văn điều đó sẽ giúp cho các bạn mình không chỉ là tăng cường được vốn anh văn mà còn có thể trang bị thêm các kỹ năng về mặt học tập giúp các bạn khi mà vô chương trình học chính mình sẽ tự tin hơn và thích nghi được tốt hơn